Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là ngày 29 Tết. Mình ghi hình chia sẻ các bạn cùng xem không khí bà con mua bán Tết ở chợ Hồng Ngự ra sao. Mời các bạn cùng mình dạo một vòng quanh khu vực chợ Hồng Ngự. Đây là con đường dẫn vào chợ, xung quanh hai bên bán rất nhiều lồng đèn rất đẹp các bạn. Có bán những hoa nhánh, hoa giấy, hoa nhựa đủ màu sắc. Đây còn có bán bánh kẹo, quà biếu tặng người thân ngày Tết. Đây có bán hoa nhánh nữa các bạn. Bây giờ mình quẹo đây cho các bạn cùng xem. Ở đây thì có bán quần áo, túi xách, giày dép rất nhiều các bạn ơi. Lúc này đã 4 giờ chiều thì bắt đầu bà con đi chợ rất đông, trời đã dịu mát rồi. Khu vực này thì bán giày dép đây các bạn. Có chiều quá, nhiều xe cộ đông vui các bạn ơi. Đây khu vực này bán bông nhánh này các bạn. Đầu vào khu vực chợ này quá đông người luôn. Khách hàng tấp nập mua bán luôn. Quá đông vui chiều 29 Tết. Không khí rất là rộn ràng. Đây là khu vực chợ tạp hóa của thành phố Hồng Ngự. Phía ngoài thì khách hàng đang lựa chọn trái cây bông nhánh ở khu vực này rất nhiều các bạn. Đối diện bên kia đường thì khu vực này bán rất nhiều trái cây chín Tết. Trên đường thì xe chạy liên tục các bạn ơi. Đây là bán dưa hấu đủ đủ rồi các bạn. Con đường này dẫn vào chợ thì lúc này rất đông xe mà mình không có chỗ gửi xe, cho nên đứng phía ngoài ghi hình cho các bạn cùng xem. Đường này thì chạy cứng luôn các bạn ơi. Quá đông bà con đi chợ sắp tới buổi chiều. Kẹt xe luôn, xe nhích từng chút một. Con đường ở phía ngoài thì thông thoáng hơn các bạn. Khu vực này cũng bán giày dép, túi xách, dây nịt, quần áo may sẵn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.